Rồi, xin chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Nay mình đến thằng em này nó kêu là có hai cái gốc mai này mà nó trồng hơn 1 năm nay mà nó suy, nó không có ra tay tán gì cả, mà mầm chồi nó mọc rất là yếu. Thì nó cắt rồi nhưng mà nó yếu lắm. Đấy, bây giờ nó kêu là bán lại cho mình. Thì mình mang về để mình cứu lại những cái cây này nó yếu. Nó để nó trồng một cái đất nó đắp vào nhưng mà nó không có phát một tí nào hết. Đó, đây này. Cái cây này. Đấy, bây giờ nó kêu là bán lại cho mình. Đấy, 17 triệu hai gốc này thì mình về mình chăm sóc và cứu lại. Đó, bây giờ mình đã mang về tới nhà rồi. Mình cắt gọn gàng hết rồi. Bây giờ mình cậy hết cái đất đất cũ này. Đất cũ này nó không có phát được. Đó, mình cậy hết cái đất cũ này xong tí nữa mình lấy máy mình xịt sạch đi. Đó, để cho nó bám sơ dừa cái cho cháu với phân vào. Chứ để như vậy nó suy cây đấy. Đây cái này cũng vậy, mình cậy ra hết rồi. Nhưng tí nữa mình xịt sạch đi. Mình chà rửa cho nó hết cái nấm bệnh rồi cho nó sung cây. Rồi mình trộn sơ dừa với cho cháu với lại cát, mình sẽ trồng lại cây này cho các bạn xem. Đấy, cái rễ mình cắt ra này. Đó, những cái đầu rễ mình cắt ra nó không có phát. Đó, bây giờ mình phải chà rửa sạch sẽ đấy, rồi mình mang mình trồng cho các bạn xem cho vui nhá. Đó, thấy không? Cây mai này nó không có phát, rồi để nó cái nấm này, này, để cái nấm trắng này nó mọc như này là mình tí mình lấy cái chè chà xoong nó mình chà sạch sẽ đi. Rồi mình thay đất mình trồng vào chậu cho các bạn xem nhá. Đó, mình đã mang về đây này, cái này nó cái gốc này nó hoành 64 các bạn. Thì mình mua và mình chăm sóc lại rồi nó đẹp là mình ghép lại, thì trước mắt là về mình trồng đã, nó khỏe mạnh là tính sau nhé các bạn. Đấy, mình chà rửa sạch sẽ rồi này. Đó, rồi mình xịt sạch đi. Đó, theo nó vàng hết rồi, nó hết cái nấm này. Đấy, mình lấy cái chà nồi mình chà rồi tí nữa mình xịt sơ một lần nữa cho nó sạch lại, cho nó hết cái bệnh cái đất cái cũ trong này đi. Đó, các bạn thấy không? Nó đấy, bây giờ mình cắt như vậy thì sau này là mình chỉnh sửa lại rồi mình trồng lại cho các bạn xem. Sau này nó mạnh được cái cây này, không chăm sóc nó không còn là phát được. Đó, mình cũng chà mình rửa sơ rồi. Đấy, xịt cho nó hết cái đất cũ đi. Cái nấm bệnh và cái dơ giấy trong cái bộ rễ nó làm như vậy nó mới thoáng, nó mới tiếp xúc được cái sơ dừa với lại cho cháu thì nó mới hấp thụ được, cái cây nó mới mạnh được. Chứ để một bó cục như vậy nó không còn là phát được đâu, cây nó yếu lắm. Đó, thì bây giờ mình chà rửa sạch sẽ rồi. Đấy, các bạn xem kỹ đấy, hoành 64 đấy. Cây này nó đấy, để lúc đầu tiên các bạn thấy nó lấp đất thì nhìn nó đâu có thấy được, cái đế nhìn nó xấu lắm. Mình về mình chà rửa sơ đi rồi mình sẽ trồng lại cho các bạn xem. Rồi bây giờ đến cái khâu trộn đất chứ. Và mình trộn đất cho các bạn xem này. Đó, cái trộn đất này thì chỉ gồm sơ dừa với trấu, trấu sống. Thì hai sơ dừa một vỏ trấu với lại một xe rùa cát là mình trồng được một cái cây này. Đó, đây cái cây này mình đã trồng trước, mình trộn ít rồi. Bây giờ cái lớp này là để mình trộn lại một lần phân nữa. Sơ dừa với cát trộn cho nó thật đều lên. Đó, trộn thao cực kỹ, bới hết những cái nào nó vón cục lại mình cho nó thoát, nó lẫn với cát ấy, thì nó mới bám vào cái đầu rễ được, nó với cây nó mới phát được. Đó. Bây giờ mình trộn xong đâu đó rồi mình trồng lại cho các bạn xem. Rồi nó sẽ phát. Chứ còn cái cây mình không trộn được mà mình không làm theo đúng cái quy trình của nó thì cây nó suy cây, không bao giờ nó phát được. Đó, bây giờ mình xúc vào. Đó, cái cây mình đã xếp vào rồi. Bây giờ mình xúc vào chậu này xong mình đổ vào mình trồng cho các bạn xem. Đó. Rồi bây giờ đổ vào đi. Đấy, cái này cây bên trong này. Bây giờ mình đổ vào cái cây này trước. Đó, mình đổ vào rồi. Đấy, xong mình lấy vòi nước ấy, mình xịt cho nó thoát, chảy hết cái nhựa cái chát của cái sơ dừa đi. Cái thứ hai nữa là nó lọt hết cát với sơ dừa vào cái đế cái bộ rễ nó. Đó, cứ cố gắng làm sao mà cho nước nó chảy thật kỹ vào cái bộ rễ, đừng có để nó hỏng cái chân. Hỏng cái chân là cây nó bị suy cây mà nó không phát được. Cho nên là mình lay mình
lấy cái vòi nước xong mình lay mình rũ sao cho nó bám hết vào cái gốc của nó. Đấy, cái bộ đế của nó thì sau này nó xuống, bây giờ mình cứ cho vào nước xong tí nữa mình lấy nước mình xối mình cho nó thật kỹ các bạn ạ. Ừ. Thì cái cây nó mới phát được. Đó. Đấy, giờ mình lấy nước mình tưới cho nó lọt đều xuống. Cái vòi này nó hơi yếu một tí nhưng mà thôi kệ, nó cứ từ từ mình cho nó thật nhiều nước. Ừ. Mình lay 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 cho nó lọt hết cái sơ dừa với cái cáp với cái xuống cái đầu rễ nó. Đó. Đấy, thấy không? Cái hống đấy, đấy nó chảy hết cái lỗ này. Đấy, cho nó kín hết luôn. Đó. Cứ lay từ từ. Đó. Cho nó ngập nước nó tràn hết. Một lần này xong rồi để đến 5 ngày sau là bắt đầu mình hòa cái thuốc rốt hai cũng được, mà không thì atonic, nhưng mà tốt nhất là các bạn xài atonic ấy. Mình pha đến 16 lít nước cho một gói gói đấy. Đấy là bắt đầu mình tưới đẫm cho nó. Lay cho nó thật kỹ cho nó đều hết xuống. Đó. Cho nó tràn hẳn ra. Xong một tí nữa mình lại lấy thêm một lần nữa mình tấp lên nhé các bạn. Đấy. Cho nó thật kỹ. Càng kỹ càng tốt. Đó. Đấy. Rồi, cái cây này mình trồng nó cũng tạm ổn nó đây các bạn. Thì lúc nào nó mọc rồi mình ghép lại thì mình lại đăng lại cho các bạn xem. Đấy, cái này nó đang tạo sù hết rồi này các bạn này. Đó, cái cây này nó đang có sù ngu hết rồi đấy. Đó. Rồi, video đây là kết thúc nhá. Chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì nhớ đăng ký kênh để nhận được cái video mới nhất. Rồi lần sau nó ổn định có thể mai mình ghép cho các bạn xem.